Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là cái giá trị khi mà những cây gỗ cổ thụ đem ra để làm những cái tác phẩm rất là đẹp. Những cây gỗ khủng khiếp. Quý vị có thể nhìn thấy là đường kính rồi thì về cái độ lũa của cây gỗ này. Với những cái giá trị những cây gỗ dài lên tới 4-5 mét mà đã được thiết kế trồng những cây bonsai vào đây. Và cái khu trưng bày thì nó như kiểu là một cái khu nhà vườn ấy, quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Trong một cái tác phẩm đẹp, một cái giá trị khi mà chúng ta là những đại gia, những người sành chơi, những người thích chơi hàng độc, hàng lạ, thì đây là một trong những cái tác phẩm được đánh giá là có 102. Tác phẩm này thì được thiết kế bên trong, quý vị thấy cái cây gỗ nó lũa thì đã tạo lên được cái giá trị bên trong nuôi cả cá được. Cái cây gỗ nó rất là tốt, nó quý hiếm và nó chịu được nước rất là tuyệt vời. Đấy. Và chúng tôi mong muốn rằng là để chia sẻ những cái giá trị về cái cách chơi của các đại gia thì đây cũng là một trong những người sành chơi, họ đã mua những cái gốc cây này ở trong miền Nam, trong những cái vùng mà có những cây gỗ quý hiếm như là ở Đắk Lắk, Gia Lai. Cây gỗ này thì chia sẻ cho anh em là cái giá trị của nó khi mà đưa được ra đến ngoài này cũng là một cái điều rất là khó khăn rồi. Và cái cây gỗ này thì thường thường là người ta phải dùng đến xe cọ đấy mới có thể làm được. Với những cái cây gỗ như thế này, khi mà chúng ta nhìn thấy được cái giá trị của cây gỗ thì chúng ta mới thấy được rằng là người ta thường thường là trồng cây ở các cái vấn đề về đất này, vấn đề về núi đá này, thì ở đây thì người ta trồng cây tiếp lên cây, quý vị thấy không ạ? Đó là một cái điều không hề đơn giản. Nếu như những cây mà gốc của nó, gỗ của nó bình thường thì chúng ta làm như thế này thì nó sẽ rất là nhanh hỏng, nhanh mục, đúng không ạ? Cho nên là đây cũng là một cây gỗ rất là quý. Về dòng gỗ nó rất là quý, nó để mưa lắng rãi dầu hàng vài chục năm không hỏng. Điều đó là một cái điều rất là giá trị khi mà chúng ta trưng bày, chúng ta chơi, đúng không ạ? Một trong những cái giá trị của những người đại gia, người ta thường thường lựa chọn đến cái vấn đề chơi về phong thủy. Đấy, quý vị có thể thấy là bể cá này, rồi thì các cái hòn non bộ này, đấy, âm dương hòa hợp, đúng không ạ? Thế cho nên là cái giá trị ở đây thì có nước này, có con vật này, có đá này, có gỗ này. Đấy. Điều đó là một cái điều vô cùng hấp dẫn đối với những người chơi gỗ. Chúng ta có thể là lượn qua đây. Chúng ta xem, đây là một trong những cái tác phẩm của bà chị của chúng tôi đang sở hữu. Và bà chị chơi những cái đồ nó khá là hấp dẫn và khá là độc lạ. Hôm nay tôi check cho quý vị cũng để cho quý vị được thưởng thức những cái giá trị khi mà chơi những cái hàng độc, những cái hàng mà nó không có những cái tác phẩm giống nhau. Cho nên là quý vị thấy được rằng là nó đem lại được cái phong cách chơi nó rất là hiện đại. Và nó rất là cổ kính, đúng không ạ? Vừa hiện đại. Khi mà chúng ta trưng bày hay là chúng ta chơi các cái đồ gỗ ấy, thì giới thiệu với các bạn là khi chúng ta đã xác định chơi thì chúng ta lên chơi nó khá nhiều các cái mẫu, đúng không ạ? Mẫu gỗ lũa này, rồi thì mẫu tượng Di Lạc, mẫu tượng Đạt Ma, tức là người ta siêu tầm đấy. Nếu những người sành chơi là người ta thường thường là người ta người sành chơi ấy, thì người ta thường thường là người ta sẽ chơi theo cái lối tức là đa chức năng, đúng không ạ? Và người ta sẽ chọn được những cái tác phẩm nào mà cho rằng đó là cái tác phẩm độc nhất vô nhị thì người ta sẽ sở hữu cái tác phẩm đó. Thì đây là một trong những cái cách chơi của họ. Họ chơi không giống ai. Và những cái tác phẩm, có những cái tác phẩm nó là gỗ lũa, trông nó rất là bắt mắt, chúng ta không thấy có cái sự chạm khắc ở đấy. Thế nhưng mà nó có một cái sự cổ kính, tức là qua quá trình là về cái thời gian
nó bào mòn đi, nó tạo lên cho cái cây gỗ đó là có lụa. Còn một số các cái tác phẩm thì được đục chạm với những cái bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, đúng không ạ? Là một trong những cái tác phẩm đẹp, một trong những cái tác phẩm mà người ta thường là để trưng bày trong phòng khách, phòng làm việc và trong khách sạn, nhà hàng hay là các cái khu sảnh chơi của họ, để họ thấy được rằng là khi mà chúng ta ngồi ở bất cứ một vị trí nào, người ta cũng có được những cái điểm nhấn, cái sự trang trí, cái góc nhìn và được ngắm với những cái tác phẩm nó vô cùng giá trị. Trong những cái tác phẩm đẹp, những cái tác phẩm mà người ta chơi ấy, thì quý vị cũng đã thấy rồi, có những tác phẩm nó rất là rẻ thôi nhưng mà người ta biết sắp xếp, người ta biết trưng bày và nó đem lại cái giá trị nghệ thuật rất là cao. Một trong những cái giá trị đó thì tạo lên được là một cái sự đẳng cấp, một cái sự sang trọng, và nó mang một cái tính chất con người ta biết cách sống, biết hưởng thụ, đúng không ạ? Trong tất cả những cái tác phẩm về bàn trà, về tượng gỗ, về gỗ lũa, về phong thủy, về hòn non bộ thì đều mang lại những cái giá trị, đó chính là sở thích của con người. Mỗi người có một cái sở thích để chúng ta chơi, đúng không ạ? Cho nên là chúng tôi ấy, khi mà chúng tôi chia sẻ cái video này, cái video này cũng là mang một cái tính chất là chia sẻ cho mọi người, để khi mọi người ngắm nhìn vào, nếu như mọi người mà có những cái cây gỗ to thì mọi người có thể sắp xếp bài trí làm sao cho nó phù hợp, để khi chúng ta có một không gian đẹp và khi chúng ta ngồi thưởng thức những cái ấm trà ngon, đàm đạo công việc hay là ngồi nói chuyện vui đùa với nhau, chúng ta được ngắm nhìn những cái tác phẩm đẹp, những cái giá trị mà thiên nhiên ban tặng, đúng không ạ? Chỉ là chúng ta có biết sắp xếp hay không thôi, chỉ là chúng ta có biết tìm kiếm hay không thôi. Và điều đó chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị ở đây, tức là chúng tôi đã có những cái tác phẩm của bà chị đấy, bà ấy rước từ trong miền Nam về đấy. Thế cho nên là người sành chơi hay người biết chơi hay là người đam mê thì dù xa hay dù gần người ta không quan trọng. Người ta quan trọng là cái thú chơi khi mỗi khi đi làm về, được ngắm nhìn những tác phẩm đẹp, được hòa mình vào những cái không gian đẹp đẽ, đúng không ạ? Tạo lên cho chúng ta thấy được một cái sự thoải mái. Cho nên là rất nhiều người đang có những cái sở thích thú chơi về đồ gỗ, đồ cổ hay là những cái tác phẩm, ví dụ như là đồ đồng hay là đồ gốm, đúng không ạ? Nó rất nhiều những cái tác phẩm để chúng ta lựa chọn để chúng ta chơi. Cho nên là khi mà chúng tôi chia sẻ thì chúng tôi rất là mong muốn là những cái tác phẩm này cũng là tác phẩm để đời. Và đây cũng là một cái kỷ niệm. Khi mà trong một cuộc đời con người thì thường thường là chúng ta cũng chỉ sống ở cái mức 7 đến 80 năm tuổi. Thì cái giá trị đó chúng ta được hưởng những cái gì mà chúng ta làm ra. Cho nên là rất nhiều người đã có những cái thú chơi rất là đẳng cấp. Người thì chơi xe tiền tỷ, người thì chơi đồ gốm tiền tỷ, người thì chơi đồng tiền tỷ, người thì chơi gỗ tiền tỷ, đúng không ạ? Cho nên là đấy là những cái tác phẩm và đấy là những cái sở thích. Trong cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn khi mà chia sẻ để cho quý vị thấy được rằng là quý vị cũng có thể chơi bình thường. Bởi vì quý vị chơi gỗ thì quý vị biết được rằng là những cây gỗ nó có từ gốc, từ thân, từ cành. Chúng ta có thể mua, chúng ta có thể là của nhà chúng ta rồng ra, chúng ta cũng có thể chơi bình thường, đúng không ạ? Cho nên là đấy là một trong những cái giá trị mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị khi mà quý vị đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn khi mà tham gia vào những cái cuộc chơi này.